Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một giống trái cây mới. Đây là giống cà chua thân gỗ Tamarino, hay còn gọi là cà chua ma rứt ép. Hiện nay có một công ty của Nhật Bản thì họ có đặt hàng thu mua giống cà chua thân gỗ của một số hộ nông dân với giá rất là cao. Hiện tại cà chua thân gỗ có giá trên 1 triệu đồng 1 kg. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ăn quả cà chua thân gỗ. Giống cà chua thân gỗ này rất là giàu chất dinh dưỡng. Cách ăn quả cà chua thân gỗ thứ nhất, đó là các bạn cắt ra ăn giống như các loại trái cây khác. Đối với quả cà chua thân gỗ thì có vỏ rất là dày, cho nên là mình sẽ không ăn vỏ. Mình sẽ vặt cuống ra, rồi sau đó mình dùng con dao chẻ làm đôi, bổ quả cà chua thân gỗ làm đôi. Ruột của cà chua thân gỗ rất là đẹp các bạn ạ. Đây là ruột của quả cà chua thân gỗ. Khi ăn, các bạn dùng một chiếc thìa nhỏ, rồi các bạn mà xúc cả ruột lên ăn. Hơi nhạt một chút, cho nên bạn nào muốn ngọt thì cho thêm một chút đường vào. Như mình đây, mình sử dụng một hộp đường, xúc một chút đường. Cho một chút đường lên trên miếng cà chua. Rất là ngon các bạn ạ. Vị mình cho chút đường vào cho nên ăn sẽ bị ngọt ngọt. Đó, và ăn rất là thơm. Các bạn xúc ăn giống như là giống cà chua thông thường vậy. Cà chua thân gỗ thứ hai, đó là mình ăn kẹp với bánh mì sandwich. Mình sẽ hướng dẫn các bạn ăn nhé. Đầu tiên là mình lấy một quả cà chua thân gỗ, mình vặt cuống đi. Cà chua thân gỗ là bạn chọn những quả chín đỏ rồi các bạn mới được ăn nhé. Cà chua thân gỗ mà ăn quả săn thì sẽ có độc tố, giống như là các cà chua thông thường vậy. Các giống cà chua thông thường nên là không không nên ăn quả săn, và cà chua thân gỗ cũng vậy. Sau đó mình gọt. Mình đã gọt quả cà chua thân gỗ xong rồi, bây giờ mình sẽ thái thành các lát mỏng.
Sau khi thái cà chua thân gỗ xong, mình sẽ dùng phô mai. Lấy một miếng phô mai. Mình cho miếng phô mai lên miếng bánh mì. Sau đó mình dùng thìa, mình chà miếng phô mai này, quét lên trên bánh mì các bạn nhé. Sau khi mình quét phô mai lên, mình sẽ xếp cà chua lên thân gỗ lên trên. Sau khi xếp cà chua thân gỗ lên trên thì bây giờ mình sẽ lấy một chiếc xúc xích. Mình cắt lát mỏng, mình xếp lên trên. Sau khi mình xếp xúc xích lên trên, bạn nào muốn ăn cay thì lấy một chai tương ớt nghe, xịt tương ớt lên trên và ăn. Sau đó mình lấy một chiếc bánh khác xếp lên trên. Bây giờ mình ăn thử xem có ngon không các bạn nhé. Rất là ngon các bạn ạ. Ăn vừa có vị béo, vừa có vị chua, vừa thơm thơm ngọt ngọt. Rất là ngon. Ngoài hai cách ăn cà chua thân gỗ trên ra, đó là ăn giống như các loại trái cây khác và ăn kẹp với bánh mì, thì các bạn có thể ăn cà chua thân gỗ với nhiều cách khác nhau, như là các bạn có thể nấu cà chua thân gỗ giống như các loại cà chua khác, nhưng các bạn nhớ phải gọt bỏ vỏ. Các bạn có thể trộn sa lát, nằm gỏi giống như các loại rau khác các bạn nhé.